Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 102. Hoằng pháp ở Giang Tây. Vào tháng 5, kỳ giới đàn mùa xuân ở chùa Nam Hoa được viên mãn. Đến mùa hè, hòa thượng nhận lời mời của cư sĩ Hoàng Chú Tai tới tỉnh Giang Tây, huyện Nam Thành giảng kinh A Di Đà. Ở đấy có hơn 100 thính chúng. Vì các cư sĩ thành tâm nghe pháp nên có nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn. Hòa thượng kể: Năm Dân Quốc thứ 37, tôi giữ việc Khương Đăng Điện Ngũ Tổ ở chùa Nam Hoa. Có vị cư sĩ tên Hoàng Chú Tai từ Giang Tây đến. Vừa gặp tôi, ông cảm thấy rất có pháp duyên, bèn mời tôi đến tỉnh Giang Tây giảng kinh A Di Đà. Sau khi hai bên thư từ qua lại, thỏa thuận ngày giờ xong xuôi, vào mùng 10 tháng 6, tôi đến đó giảng kinh cho họ nghe. Vì không hiểu Phật pháp nhiều nên đáng lẽ là đã Phật thất, họ lại gọi là dạng Phật thất. Bởi lộ trình tới đó mất nhiều thời gian nên tôi không kịp tới gia nhập khóa dạng Phật thất như ngày đã định. Các vị tham gia khóa dạng Phật thất đó mỗi ngày đều trông ngóng tôi. Cư sĩ Hoàng Chú Tai từ sáng tới tối xin xăm hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm chừng nào vị pháp sư này mới tới được. Lúc đó có bà cư sĩ đang đúc niệm Phật, mở khai trí huệ, biết chuyện chưa xảy ra, bèn nói với ông ta: Ông chớ xin xăm nữa, vào ngày đó đó pháp sư mới đến được. Pháp sư không tới kịp kỳ dạng Phật thất này đâu. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị thêm một khóa Địa Tạng thất nữa, lúc ấy pháp sư mới đến. Quả nhiên tôi không tới kịp y như lời bà ta nói. Sau đó tôi mới đến giảng kinh A Di Đà và trở về chùa Nam Hoa vào giữa tháng 8. Ghi chú: Vị cư sĩ đó tên Dạng Quả Lạc, bị ma nhập có hơn 10 năm. Bà nhiều lần thỉnh tăng sĩ, đạo sĩ tụng kinh làm pháp, bái Đại Bi Sám, Lương Hoàng Bảo Sám, Lại Phóng Diệm Khẩu Thí Thực vân vân, nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Kỳ diệu thay, khi Dạng Quả Lạc nghe hòa thượng giảng kinh A Di Đà xong, ma chướng nhập thân bỗng nhiên tiêu mất. Hơn nữa có vị cư sĩ họ Từ bị bán thân bất toại, sau khi nghe hòa thượng giảng kinh cũng được lành bệnh. Phụ lục: Hòa thượng khai thị lúc bắt đầu khóa giảng kinh A Di Đà tại Nam Thành, Giang Tây. Pháp môn niệm Phật còn có tên là pháp môn tịnh độ. Do pháp môn này mọi người đều có phần, người người đều có thể tu, là pháp môn phổ biến ba căn lợi độn đều thâu nhập, cho nên gọi là phương tiện trong phương tiện, đường tắt trong đường tắt. Đây cũng là pháp môn tùy theo căn cơ của chúng sanh thời mạt pháp. Nếu ai biết niệm Phật, lúc lâm chung tức được vãng sanh, qua khai kiến Phật, ngộ vô sanh nhẫn, mãi không thoái chuyển. Nếu không là vậy, tôi sẽ vào địa ngục. Hôm qua có người hỏi: Khi niệm Phật có nhiều vọng tưởng, làm sao ngưng dứt? Đây không phải là lo tính xem có bao nhiêu vọng tưởng, mà chỉ cần chúng ta nhất tâm niệm Phật. Có câu: Bỏ ngọc vào trong nước đục không thể không trong. Để câu niệm Phật vào tâm loạn không thể không phục. Cho nên trì danh hiệu Phật là pháp môn triệt để nhất để chế phục vọng tưởng. Vọng tưởng hà tất thêm đầu lên đầu mà hướng ngoại truy cầu. Ha ha ha,